Cho 7 chú sóc vào trong chiếc hộp. Thế nhá. Và đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 chú sóc nhá. Mình đã đặt 7 chú sóc vào trong chiếc hộp này. Tiếp tục nhá. Rất thú vị phải không nào? Lại cho 4 chú sóc vào chiếc hộp này. Dễ hơn là cho 7 bạn vào nhỉ. 1, 2, 3 4. Mình vừa kéo chú sóc này vào trong chiếc hộp đấy. Hy vọng chúng mình sẽ thấy được nhiều con vật hơn. Ngựa đây rồi. Giờ đặt 9 chú ngựa vào trong chiếc hộp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chú ngựa. Thật là tuyệt vời phải không các em?